đó là em để ý ảnh trước à. Kiểu là mình thấy rất là sáng láng, rồi lúc đó cũng đẹp trai nữa, nhưng mà mình nghĩ là chắc không phải thẳng đâu. Anh ngồi anh cứ xỉa xỉa cái móng tay gì nè cho trắng mà. Mà đi bộ đội mà tay chân da dẻ trắng tươi mà tính nó sạch bon nghi là đúng cái tay giống vậy không? Dạ. Tay giống không, không nói vậy mà ngồi á không có chọc gái nha, chỉ dòm cười cười mỉm mỉm thôi. Hàng giống nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó mấy anh bộ đội cũng có viết thư qua cho lớp danh sự tụi em, rồi bên lớp danh sự cũng có viết qua, cũng có bạn viết thư cho chồng em nữa. Cái em mới nói trời ơi mẹ ơi viết làm gì công cốc đó, trời ơi ấy cũng chết mà viết cái gì. Lần đầu tiên thấy một cái áo dài với lại một cái khăn voan như vậy ha, quá dễ thương. Thôi xin chào hai em nhé. Rồi bây giờ mời em giới thiệu về mình. Kính chào anh Quốc Thận, chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả. Em là Trần Thanh Liêm, 29 tuổi, đến từ Sóc Trăng. Nghề nghiệp của em là kinh doanh tự do. Ồ, vậy là mới lên đây dạ, đúng không? Dạ. Rồi mời em. Dạ kính chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thận và toàn thể quý vị khán giả. Em là Lê Thúy Liễu, năm nay em 26 tuổi và đến từ Sóc Trăng. Nghề nghiệp của em là kinh doanh tự do. Hai đứa kinh doanh gì vậy cưng? Dạ mỹ phẩm chị. Tưởng đâu kinh doanh bánh bía chứ anh xin mấy cây nè. Chuyện gì bánh bía bún nước lèo Sóc Trăng. Lèo ngon lắm. Đó. Rồi bây giờ hai em giới thiệu cho anh biết, như kể lại cho anh biết coi cái thời gian lần đầu tiên mà hai em gặp nhau là ở đâu và hai em có ấn tượng gì về nhau? Đầu năm 2013 em có đi nghĩa vụ quân sự ở Hà Tiên, Kiên Giang. Qua 3 tháng tân binh thì em có trở về Vĩnh Long, em học y tá. Vợ lúc thời điểm đó, vợ em cũng lên Vĩnh Long học dược sĩ. Thường ngày buổi sáng thì em có ra căng tin uống nước vậy đó. Thì căng tin và nhà xe thì nó ngang với nhau, song song với nhau á. Tình cờ em nhìn qua em thấy bảng số 83 Sóc Trăng. Nó qua đồng hương, gặp đồng hương rồi em ấn tượng bản số, tìm hiểu tìm tòi truy lùng bản số Sóc Trăng là người con gái nào. Xong sao rồi... em xác định đó là con gái, sao không nghĩ đó là một người con trai? Dạ không, tại từ đầu vô thì từ cổng vô thì đã là thấy, đã rồi thấy cái người con gái này rồi, đã thấy rồi. Nhưng mà chỉ thấy phớt nghe mà bịch khẩu trang nữa. Rồi xong thì qua ngày sau, tới tận qua ngày sau rồi em mới ra thêm cà phê nữa. Em đoán tại thường trường thì sẽ có bảng tên á, danh sách học hoặc có biểu đồ, em chi lùng coi là giỏi em học phá nào, lớp nào, học nơi nào gì đó. Mà dùng cái từ ngang nói chung là nó rất là tội phạm, rất là tội phạm luôn. Chi lùng là chỉ dành cho tội phạm thôi. Nhưng mà tới khi mà em thấy mặt vợ em thì sao, lúc đó là cái cảm xúc em sao? Em không biết sao mà kiểu như là thấy là cảm mến liền vậy đó. Bỏ cái câu mình truy lùng đúng không? Dạ. Sấm sét nổi lên đùng đùng, thấy là trái tim là cảm mến liền. Thường người ta nói là yêu từ ánh mắt đầu tiên vậy đó. Là em cảm mến liền. Em thì sao hả Liễu? Dạ thì lúc đó cũng ấn tượng về anh, nhưng mà ấn tượng hơi kỳ. Tại vì lúc đó em cứ nghĩ chồng em là LGBT. Là ủa sao vậy? Bộ bà nhẹ nhàng lắm hả hay gì? Lúc đó là em để ý ảnh trước kiểu là mình thấy rất là sáng láng, mà lúc đó cũng đẹp trai nữa, nhưng mà mình nghĩ là chắc không phải thẳng đâu. Tại vì là lúc ở căng tin gì nè, thường thì mấy anh bộ đội mà học 3 tháng tân binh xong mấy anh về đây á, mà mấy anh gặp con gái dân sự á, để mấy anh rất hay kêu rồi chọc ghẹo này kia các kiểu. Còn chồng em là không, ngồi một bàn chừng 10 anh bộ đội uống nước gì nè là chồng em khác biệt. Anh ngồi anh cứ xỉa xỉa cái móng tay gì nè cho trắng mà đi bộ đội mà tay chân da dẻ trắng tươi mà tính nó sạch bon. Nghi là đúng cái tay có đúng vậy không? Dạ. Tay giống không, không nói vậy. Mà ngồi á không có chọc gái nha, chỉ dòm mà cười cười mỉm mỉm thôi. Giống nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, rồi đến khi nào thì em mới thay đổi cái suy nghĩ và cái nghi ngờ của mình? Cả nửa tháng sau á, kiểu lúc đó mấy anh bộ đội cũng có viết thư qua cho lớp dân sự tụi em, rồi bên lớp dân sự cũng có viết qua, cũng có bạn viết thư cho chồng em nữa. Cái em mới nói trời ơi mẹ ơi viết làm gì công cốc đó, trời ơi ấy muốn chết mà viết cái gì. Ấy muốn chết. Dạ cái xong tầm khoảng nửa tháng gì đó đi qua đi lại thì bắt đầu hôm đó là em tan học, cái anh bộ đội khác là đồng chí của chồng em chạy ra, hai ba anh chạy ra là chìa cái điện thoại ra cho em, nói liễu Liêm nó xin số điện thoại em nè đó, thằng Liêm thằng đó đó, chỉ vô. Cái em dòm ảnh mà ảnh cũng ngồi ảnh cười cười, nó không nói gì hết trơn á. Cười giống gì? Dạ dạ. Nhưng mà lúc đó thì em cũng kiểu mình thấy đẹp mà mình cũng thích thích, mà mình cũng nghi, cho nên thôi em cũng dừng lại em cho số điện thoại luôn. Nhưng mà em bấm số điện thoại của em vô cái máy của anh đó, xong em gọi ngược cho em, xong rồi em xóa cái số em trong đó luôn, tại em sợ là không biết có đúng không. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì tụi em bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Chứ nhắn tin qua lại thì cũng cỡ nửa tháng sau á. Ảnh thì không có được ra ngoài đi chơi đâu, chỉ có ban đêm hay trốn hiệu trưởng đi ra cái quán cà phê trước trường á, rồi em lại đó rồi
cà phê nói chuyện. Hai đứa ngồi uống cà phê. Dạ. Lúc nào thì là ảnh nắm tay em đầu tiên hết, lúc nào? Ngày mà lần đầu tiên nắm tay vợ em thì như là cũng hơn 2 tháng lận. Là ngày lần đầu tiên em nắm tay là em tỏ tình luôn đó. Lúc đó em ngại ngùng lắm, em giống như là em thì cũng không có nhát đâu, mà không biết tại sao khi gặp vợ em lúc đó là tim em nó đập loạn xạ chứ nha. Quay đến ngày nè, hai đứa là yêu nhau đó, là hẹn hò với nhau qua tin nhắn hay là có bao giờ mà viết thư? Viết thư có nghĩa là trao đổi với nhau hay không? Dạ rất nhiều ạ. Em đi nghĩa vụ quân sự thì trong đó không cho xài điện thoại. Không cho xài điện thoại, chứ có điện thoại bàn điện thì trong chốc lát thôi à, chứ cũng không được điện nhiều nữa. Thì rồi em chỉ dùng thư tay là nhiều. À, giờ còn giữ mấy cái thư tay đó không? Dạ còn. Cưng quá vậy. Trời ơi. Ủa nhưng mà ra quân là em tiếp tục đi, em đi làm xong chưa? Dạ không, học em học xong y tá em trở về quân đơn vị em công tác thôi. Rồi xong 2 năm thì em trở về nhà. Có nghĩa là trong 2 năm đó là hai bạn cứ liên lạc với nhau bằng thư tay. Dạ. Mà lúc đó buồn không em? Thì cũng buồn á anh. Cuối tuần nào khăn gói lên Hà Tiên thăm. Lên thăm chàng. Dạ. Rồi từ chỗ em mà lên chỗ ảnh nó xa không? Dạ xa, từ Vĩnh Long lên đó xa. Xúc trăng xa. Qua Tiên dạ. Xa lắm. Rồi xong rồi cái mình lên mình thăm được chút xíu vậy đó là cũng lại phải mướn nhà trọ ngủ lại rồi đêm sau mới về đúng không? Dạ. Rồi mà 2 năm liên tiếp như vậy có đôi lúc cũng chạnh lòng đúng không? Dạ. Ừ, nhưng mà vượt qua được cái đó rồi là bắt đầu là tụi em lấy nhau luôn, làm đám dạ. cưới luôn. Dạ. Ờ, nay là cưới nhau được nhiêu lâu rồi? Dạ. Dạ 6 năm. Cuối 2014 em ra quân. Là vừa qua Tết đầu 2015 là em cưới luôn. Dạ gia duyên anh cưới em luôn đó. Trời. Em có con chưa? Dạ có một bé trai ạ. Dạ. Mà yêu xa như vậy thì có bao giờ mà giận hờn với nhau không? Dạ hầu như giận là cũng có, nhưng mà giận chút lát rồi thôi. Tại vì nghĩ là mỗi lần mình lên thăm hoặc là anh nghỉ phép anh về anh thăm em á, thì trân trọng cái khoảng thời gian đó lắm, cho nên không có cãi giả này kia. Tới khi cưới nhau về rồi cái bắt đầu mình một năm đầu á, bắt đầu bất đồng quan điểm này kia đó. Rồi anh làm cách nào để xin lỗi em mỗi khi mà giận nhau? Hồi lúc mà còn yêu xa, lúc đó có một đợt em giận lắm luôn. Cái tỉ mỉ lắm, xếp hạt giấy mà xếp bao nhiêu con? Một con hay là 1.000 con? 1.000 con đựng trong cái hũ bự vậy nè. Cái đầu gửi về cho em. Nhưng mà trong mỗi cái con hạt đó có ghi những cái câu yêu thương gì không? Dạ không, đánh số. Đánh số không à? Đánh số vậy đỡ biết quên. 1.000 con. Vậy biết chứ còn mà đếm từ 1.000 con cũng hơi mệt. Hạt thì em không có viết, nhưng mà có một cái quyển album nhật ký của ảnh, nhật ký quân đội á. Kiểu hôm nay nhớ như nào, rồi hôm sau giận á, hôm nay tôi buồn tôi nhớ gì. Rồi có khi viết tên em ra nguyên một trang vậy nè, nhìn như thần chú. Bây giờ còn giữ những cái kỷ niệm đó không em? Dạ còn, em giữ đủ hết. Giữ hết á. Dạ. Rồi bây giờ rồi, cái cuốn thơ mà anh Tuấn anh làm tặng chị tới giờ chị còn giữ mà. Quý lắm chị ơi. Thiệt luôn á, giữ viết bằng tay á. Quý vô cùng luôn. Dễ thương lắm. Rồi bây giờ nè, sau khi cưới nhau về rồi đó thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra? Đúng rồi. Sau khi cưới về làm vợ rồi, cô ấy có tật xấu hay không? Dạ có, nhưng mà có hai cái là em cảm thấy ấn tượng nhất, đó là tật xấu ấn tượng là... là bà nóng tính lắm, nóng kiểu giống như là mỗi lần cưới, mỗi lần chuyện gì xảy ra cần giải quyết là bà cứ go go lên vậy đó. Bà gần gần lên đó, đúng không? Gần lên đó. Ừ đó. Gần lên nhưng mà được cái là buông ra rồi thôi à. Rồi còn gì nữa nè? Cái là bả bề bộn lắm. Bả đi đâu về từ áo khoác túi sách bả quăng tứ tung nhà. Rồi ai là người lụm? Em chứ ai. Quăng đâu rồi em gom đó rồi em cắt lên. Rồi một thời gian sau rồi em kêu vợ em thôi về thì mình gỡ đâu mình cắt đó. Còn bây giờ còn không? Tới giờ vẫn vậy. Bền vững em ha. Bền vững á. Thủy chung đó, cái đó kêu bằng thủy chung với tính cách của mình luôn á. Nhất là đặc biệt là khi bà đói, nó rất là bà gần gần wow. Đâu, bà đói là bà gần gần lên. Gần gần đúng không? Đó gần gần gô lên. Khi mà quá trình mình đói hoặc là mình chưa đồ ăn có thì mình ăn đỏ một cái thứ gì đó, như mình cầm cơn đói đau lại. Không đâu. Có một câu trong ngôn phải từ xưa cho bà ưa nói, như là không có chiếc ô thích hợp thà ướt trong mưa vậy đó. Kiểu giống như có nghĩa là phải ăn đúng cái món mình thích. Đúng rồi, thà chịu đau chịu đớn chứ cũng không chịu ăn đỡ đói. Gì đó hả? Em dặn phải ăn đúng cái món mình thích. Em dặn vô đó nhiều lắm. Trời đất ơi. Bà rồi ăn... cái món nó ngay lúc đó không có thì sao? Thì thà nhịn đói từ sáng đến chiều chứ không ăn bất. Trời đất ơi. Chắc lúc đó là không dám đụng tới bà đúng không? Em không dám đụng đâu.
Em tránh xa luôn. Tránh xa. Hai cha con thôi sắp nhau tránh xa cho tránh, rồi đi. Tránh xa cố gắng chạy đi tìm món ba thích để chờ ba ăn. Dạ. Rồi giờ tới em đó liệu. Anh ấy có tật xấu không? Tật xấu thì hồi mới cưới thì cũng có, nhưng mà giống như chung sống thời gian tới giờ là em nghĩ là không còn thấy tật xấu nữa. Triệt tiêu luôn. Dạ. Em triệt tiêu được cái tật xấu của chồng em luôn á. Chị chồng em chỉ có cái tật cái là xịt nước hoa. Xài nước hoa rất là dữ mà kiểu bị hơi bị sạch sẽ. Hay là tại em bừa bộn em thấy chồng em sạch sẽ em cũng không biết nữa. Mà rất là sạch sẽ. Nhiều khi đi siêu thị không nói nha, đi chợ có bắt đầu xịt nước hoa tới nỗi mà lâu lâu em đi chợ với ảnh một lần á, cái ra cái chỗ cái sạp thịt heo cái cô mới nói: "Ủa trời ơi, cái thằng nhỏ này có vợ rồi hả? Trời ơi, mỗi lần chạy ra đây mua thịt heo hả, xịt nước hoa thơm phức à." Em có bị ghiền nước hoa không? Dạ em xài một loại một mùi đó mà em ghiền đúng không? Dạ. Có rất nhiều người ghiền nước hoa, ví dụ Bin có đấy ghiền nè, đó nghiền mà ghiền. Anh đó là nghe là nước hoa của anh không có xịt một chai đâu, có nghĩa là anh xịt em một là... ngày anh xịt bốn chai đúng. Em là ghiền nhiều loại còn bạn này là có một loại thôi. Nhiều khi việc nhà nhiều khi em cũng phụ mà cái trước mắt quá ở không đi tôi làm cho, là em cũng ít làm việc nhà luôn, kiểu làm anh cũng không vừa ý. Kỹ vậy tính à? Đúng không? Dạ. Nhưng mà kỹ tính mà có kỹ cho vợ luôn không? Dạ. Nói chung này nọ của em, ảnh ngăn nắp cho em từ quần áo, son phấn đồ các thứ. Nhiều khi quần áo em mặc á, ảnh cũng chọn luôn. Rồi vậy bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không, Liêm? Chỉ có cái nóng tính thôi. Là bớt cái đó thôi, còn bừa dạ. bộn là em chấp nhận đúng không? Dạ, được. Em chấp nhận là người đi lụm. Tại vì thì việc nhà thường thì em đa phần là em làm hết, em không cho vợ em làm hết thì dọn dẹp thì cũng giống chuyện bình thường em làm thôi. Chỉ phần được cái vợ em tuy nóng tính thiệt nhưng mà rất là biết chuyện, xử lý mọi việc đều biết trên, biết dưới, biết lớn, biết nhỏ rồi là tôn trọng chồng, cha mẹ hai bên, ông bà. Ôi, nên em nói thôi, nóng thì nóng, sửa được chi thì sửa, còn như em sửa. Rồi, ok. Bây giờ tới Liễu. Hả? Dạ. Đừng nói mong mong bớt kỹ tính lại nghe. Dạ, nói chung anh kỹ như vậy thì cũng tốt cho em nữa. Nhưng mà kỹ quá anh ra đường nhiều em cũng hơi lo lo. Lo sao nè? Lo gái theo anh luôn. Ra đường bóng bẫy quá. Đó, thực ra cái cặp này là quá đẹp rồi. Tụi em là gọi là đúng một năm đầu là cặp nào cũng dính hết trơn á. Cũng có cái chuyện mà mâu thuẫn này kia cái nọ. Có những cặp á hả là cho tới sống với nhau gần cả 5-6 năm vẫn còn luôn. Nhưng mà tụi em là tới năm thứ hai là tụi em mới tự cải thiện được chuyện đó là quá hay rồi. Cho nên ngày hôm nay thì cũng chỉ mong là tụi em đạt được đúng ước nguyện của mình đó. Có nghĩa là ghi lại một khoảng cách thanh xuân quá đẹp cho hai đứa. Sau này già lớn chút xíu mở ra nó đó rồi đó, ông nói xấu tôi nè. Đó bà cũng nói tôi nè. Thì giờ ông thấy tôi bớt gần gần rồi đó, ông thấy chưa, ví dụ. Đáng yêu không? À, rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào quý khán giả xem đài. Em tên là Ngô Vũ Trường và em năm nay 32 tuổi và đang làm việc và sống tại Bình Dương. Rồi, rồi em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thận. Dạ, em tên là Thu Vân, em cũng đang sinh sống ở Bình Dương. Em năm nay 28 tuổi. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng gì về nhau không nè? Quen nhau là tự em tìm hiểu, lúc đó thì chia tay bạn gái cũ thì nó cũng qua rồi thì cũng đang buồn nên cũng tìm bạn bè trên Facebook thì vô tình trong nhóm bạn của một người bạn em thấy hình avatar thì thấy mũm mĩm cũng dễ thương đó, thì mình cũng tìm hiểu, mình nhắn tin, mình hỏi thăm, tự động nhảy vô coi như là chào người ta rồi làm quen với người ta luôn. Không, trước khi làm quen thì em cũng phải thăm dò qua người bạn đó thì hỏi người đó như thế nào, ở đâu rồi xong mới bắt chuyện làm quen. Rồi em sao? Có trả lời liền không? Dạ có chứ, tại vì em gọi là ế lâu năm rồi. Xong rồi cái cũng thấy tin nhắn thì em cũng có đi vô trong trang cá nhân rồi em cũng phải tìm hiểu lịch sử anh này coi rõ ràng hay không. Thì em thấy ảnh cũng có nghề nghiệp ổn định, tướng tá cũng ok. Em bắt đầu cũng muốn tạo cho mình một cơ hội nên em cũng có trả lời qua lại với nhau. Dạ đúng rồi ạ. Rồi bao lâu thì tụi em gặp nhau ngoài đời? Chat thì khoảng 2-3 tuần gì đó. Thì em nói là mình phải xin để mình cơ hội mình gặp ở ngoài chứ mình không thể chat như vậy mà được. Nhiều lúc xin thì nhiều khi cô ấy cũng không có chịu. Sao được, em thấy là lúc đó cô ấy đăng lên là bị cảm. Em nói là cái cơ hội tới rồi, mình phải tận dụng thôi. Phải ra chiến thuật liền. Thì lúc đó sao
em mới ra ngoài em cảm thì mình phải dùng cam để vitamin C mình bổ sung vô cho nó hết. Xong rồi em mua nước cam lên, gặp bạn ấy ở trên ngay chỗ làm việc, em đưa cho nước cam, nói à cho ly nước cam này, rồi xong em đi về. Nhưng mà đó có một ấn tượng rất là đặc biệt của em, không thể nào em quên được, là gì? Là khi mà lên em đưa nước cam thì cô ấy đang làm việc khum khum ở dưới, xong lên cái thấy em nó hết hồn, mà cái giọng không phải là nói bình thường, mà giọng lúc nó đang bị khàn nữa. Hết hồn à, cái làm mình ấn tượng tới bây giờ luôn. Tưởng là anh nào, hết hồn tưởng là anh nào. Lần đầu tiên mặt đối mặt với nhau thì em thấy anh như thế nào? Cái này em mới tức là em chưa kịp nhìn mặt luôn. Ủa sao vậy? Thì em vừa quay qua cái ảnh đưa em đi nước cam, xong cái ảnh chạy đi chạy một liều. Nghe em chứ. Hết hồn à, hết hồn à. Dạ, vậy chắc là phải chạy đi ra ngoài cái chấn áp tinh thần ảnh lại á. Em chưa kịp nhìn mặt luôn. Trời ơi. Rồi em có uống ly nước cam đó không? Dạ có chứ. Trời ơi, như chị là chị không dám uống luôn á. Ghen quá luôn á. Uống hết ly nước cam, thấy nước cam ngon không? Bữa sau đòi ly nữa mà không cho. Thế hả? Có nghĩa là đó là lần gặp mặt đầu tiên ngoài đời đúng không? Rồi dạ. Sau đó thì là bao lâu thì hẹn hò nhau đi chơi? Nghĩa là gặp nhau lâu hơn đó. Khoảng một tháng sau á thì ảnh có hẹn em đi ra ngoài. Hẹn lần đầu tiên thì cái bữa đó là em sắp tới giờ về rồi, tại vì công việc của em á là từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối bắt đầu em đóng cửa em đi về rồi. Thì em nhận được tin nhắn của anh đó tới, anh hẹn em đi chơi. Cái em thoáng nghĩ là một tháng trước là có một chú kia, nhưng chú ra chú kêu em là con chưa có bồ phải không, cuối tháng này con sẽ có. Trời ơi, cái gì em nghĩ quá. Chắc là cái duyên rồi. Dạ cho nên ngay ngày 30 tháng 11 luôn, ngay cuối tháng 11 luôn, tối đó 9-10 giờ là anh nhắn tin, anh hẹn hò em ten. Rồi xong rồi có đi không? Đồng ý liền. Đi đâu? Cái duyên mình tới rồi. Đi đâu? Dạ chỉ là ra công viên để dạo rồi đi ra công viên thôi. Bắt đầu nói chuyện riêng rồi, bắt đầu tiếp cận thấy mặt mũi nhau rồi, bao nhiêu lâu thì anh này anh quyết định cầu hôn với em sau cái tụi em quen nhau á? Không hề cầu hôn chị. Ủa vì sao mà vì lạ lùng sủng vậy? Dạ tại vì khi mà quen nhau một thời gian thì em cũng thấy cũng có thể gắn kết với nhau, cho nên quyết định là 2 năm sau tụi em sống thử. À sống thử bao lâu thì mới làm đám cưới? Dạ sống thử thì khoảng 4 năm. Trong cái khoảng 4 năm đó là hai bạn có đồng cảm với nhau, dạ, và hiểu nhau nhiều hơn hay là có những cái biến cố gì nó xảy ra? Đúng đó. Là cũng có, nhắc tới thì cũng hơi tiếc. Tại vì lúc đó tụi em cũng chuẩn bị là làm đám cưới rồi, thì cũng xác định đám cưới thì mình cũng mua vàng vòng đồ này nọ rồi. Nhưng mà do chủ quan là lúc đó hai đứa đều về quê hết, cái lại để xe, để vàng vòng, để tiền, để laptop, tất cả tài sản đều để trong phòng trọ hết. Chiều nay đi là sáng chưa mai là đã về lại rồi, cho nên chắc cũng không sao đâu, một đêm thôi. Ai về qua đêm sau bạn gọi điện kêu nhà cửa tanh bành hết rồi. Em về em thấy trống lóc hết trơn luôn. Nhưng mà chắc có lẽ là do em phản ứng chậm á, em vẫn còn cười rất là tươi. Em cười tươi đến nỗi mà khoảng 2-3 ngày sau em mới ôm mặt em khóc quá trời khóc luôn. Tại vì mất trắng hết trơn. Dạ đúng rồi. Lúc đó thì em sao Trường? Thôi mình cũng an ủi vợ, rồi mình nói thôi để mình xây dựng lại từ đầu. Chắc có lẽ vì vậy mà tụi em phải 4 năm tụi mới cưới đúng không? Được. Tức là phải chậm lại đúng cái không? Cái chuyện mất theo lẽ như là bữa đó là cưới. Không bị mất là coi như cưới liền được rồi. Dạ. Bây giờ mất xong giờ phải chắc phải làm ăn thời gian nữa mới có dạ, số vốn cưới chứ đúng không? Một năm sau rồi chị. Nay là cưới được mấy năm rồi ta? Cưới được 1 năm 4 tháng. Một năm 4 tháng. Dạ. Có em bé chưa nè? Dạ em đã có em bé được 7 tháng rồi ạ. Chúc mừng hai dạ. em. Dạ. Cảm ơn anh chị. Rồi sau khi đám cưới rồi bây giờ có cái chuyện gì nó xảy ra nữa không? Có cái biến cố gì nó xảy ra nữa không? Biến cố thì khi mà em biết có bầu thì khoảng lúc đó được 4 tháng. Thì chồng em đột nhiên phát bệnh, phát một cái cơn bệnh này gọi là bệnh vẩy nến. Cho nên nó đã càn quét tất cả tài sản tiếp theo. Dạ tại vì cái căn bệnh nó rất là khó khăn, là do là ngày nào cái vẩy ở trên người á nó cũng rớt xuống như vảy cá vậy đó, ngày nào mình cũng phải quét bằng cái ghi rác luôn. Dạ em thì cái bầu còn ngày càng lớn, mà mỗi lần tắm cho anh là phải tắm 2 tiếng đồng hồ, xức thuốc cũng phải 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ nữa, mà công việc em thì 9 giờ đêm em mới về. Sau đó có đi chữa trị tùm lum hết mà nó không có hết. Bây giờ thì cái bệnh thì cũng sẽ sống với mình suốt vậy đó chị. Nhưng mà bây anh giờ chị mà nó là... đỡ chưa? Dạ nó đỡ rồi chị. Nó chỉ còn một số chỗ thôi. Với lại may mắn hơn một cái là gần tới ngày em sinh á thì còn khoảng 1-2 tháng á thì anh hết bệnh.
Cho nên em chứ nó còn vác bụng bầu đi rồi tắm cho nó là em không biết tắm sao luôn. Cái đó là đêm nào em cũng khóc á, tại vì có bầu mà em cũng ráng kìm lắm nhưng mà không thế nào được, tại vì ngày nào mình cũng tắm cho mình cũng đã thấy những thấy cảnh đau đớn đó. Ừ, xót dạ. Xa cái cảm xúc của em thời điểm đó, em thấy vợ em mà như vậy đó, vừa mang thai vừa lo cho mình, cái cảm xúc của em lúc đó là sao? Trời, lúc đó em rất là cảm động và thấy thương vợ mình. Cái bệnh này thì nó cảm giác mình nó gây cho cái bản thân mình nó rất là stress và ức chế bản thân. Mình phải có động lực và có cái người kế bên mình kế bên để cùng hiểu, nhau vượt qua, an ủi vâng. Mình may mắn cho em có vợ. Dạ. Rồi tôi bây giờ là mình qua chuyện vui đi. Chuyện vui đi. Chuyện vui đi, chuyện không nói cái chuyện buồn. Đại hội vạch mặt đi. À, bây giờ. Em chờ mong cái này lâu lắm rồi. Chắc là rồi vậy là nhiều nhân tham gia chương trình này là chờ đến cái giây phút này đúng không? Dạ đúng dễ rồi. Sợ. Mời dạ em. Nói ra cái này thì xấu hổ cho chồng quá. Nhưng mà đã vạch mặt mà. Thì phải xấu hổ chứ. Tối nào em ngủ, em cũng phải thay mấy cái áo luôn. Là sao? Anh chị biết sao không? Ông khoái ôm em. Mà ôm xong rồi cái ngủ á, chảy đi lên. Chảy đi lên. Dạ. Ông muốn để lại một hương vị nồng nàn. Còn tiếp. Cái vấn đề, cái là em bực, cái này là bên bực. Ảnh cứ, cái căn bệnh của ảnh là căn bệnh không thể nào thức khuya được. Tại vì thức khuya hoặc là stress hoặc là không tập thể dục thì cái căn bệnh nó sẽ tái phát lên. Dạ. Nên còn một cuộc sống lành mạnh. Mà tối nào cũng 1 giờ mới ngủ, 2-3 giờ mới ngủ. Hỏi ra thì cứ làm việc. Thì cũng đúng là anh cũng làm việc, nhưng mà thời gian làm việc cái anh sẽ trích thời gian bấm cạch 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 cạch, bấm chơi game đó anh chị, cạch 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 cạch. Ồn, em ngủ không được. Em nói hoài mà anh cứ thức khuya hoài. Cái này là tật xấu. Rồi lại cứ bấm điện thoại, đi vô toilet chút xíu hoặc là tắm cũng cầm điện thoại, ăn cơm cũng cầm điện thoại. Em nói bao nhiêu lần em kêu anh ơi, thời gian mình đã không có với nhau rồi, thì lúc mà ăn cơm anh để cái điện thoại xuống đi, hai vợ chồng ăn cơm cùng đàm thoại nói chuyện với nhau. Cái vừa nói xong thả xuống, 5 giây sau cầm lên coi tiếp. Nghiện đó. Dạ nghiện lắm. Nhưng mà cứ khuya mà có tắm đêm luôn. Dạ có chứ. Về nhà ví dụ như về nhà cho dù 7 giờ hay là 9 giờ đi chăng nữa thì cũng 10 giờ mới tắm. Còn gì nữa không? Có mê gì không? Ngoài mê game còn mê gì nữa không? Ảnh thì rất là mê mô tô, nhưng mà em rất là chiều chồng. Khi mà cưới nhau về xong, tiền cưới em đưa ảnh hết để ảnh đi mua mô tô. Trời ơi, cưng ghê không? Em nhiều khi em thấy em là người vợ lý tưởng lắm. Quá lý tưởng luôn á. Vậy là chắc không cần phải kể tật xấu của cô vợ đâu. Đúng làm rồi. Gì có tật xấu nào? Có chị. Có. Để em kể chứ. Nãy giờ anh đèn nén mà. Cái tật xấu của vợ em á là rất là tiết kiệm. Thì đã ở sống thử với nhau á là tính tiết kiệm nó đã lộ ra rồi. Nhưng mà nè, tiết kiệm là tính tốt nha, chứ không phải tính xấu nha. Nó phải chỉ nó phải khi nào bo rồi ki bo đó mà gọi là gì trùm sò đó thì mới là xấu nha. Những lúc mà giận nhau á hay mà không nói chuyện với em, nên em cũng phải tìm cách gì đó để dỗ dành nó. Xong mình cũng mua đồ ăn về mà nói à em ơi anh có mua đồ ăn để đây nè, cũng nghe cái món của chị thích mình để đó. Mà giận không thèm nói chuyện luôn, không có muốn ăn uống gì hết, giận ngủ. Thì thôi mình dỗ hoài cũng ngủ, thôi mình cũng nằm kế bên mình ngủ. Mà cuối cùng xong cái khuya mình giật mình dậy mình không thấy đâu, thấy chỉ lồm cồm ngồi dậy bật đèn lên ăn. Chỉ sao ăn khuya vậy? Nói là ăn chứ để nó hư uổng đúng không? Uổng uổng rồi. Không, cái này là chưa phải tật xấu. Cái này là tiết kiệm là đúng nè, nhưng mà tiết kiệm là tốt. Còn cái gì đâu nè? Sau khi sanh thì tính tình sẽ thay đổi. Thì mình cũng có tìm hiểu là phụ nữ hay thay đổi. Mình cũng hay qua mình chọc, mình giỡn. Nhưng mà chỉ khi mà chọc giỡn là chỉ giật mình giật chó rồi. Nào là cọc thì kia. Nó rất là... Lại quạo. Dễ. Vậy đó hả? Bạn đang tự vệ đó. Đúng không? Dạ, tại vì khi mà đang cho con ti á. Đang cho con ti. Dạ đúng rồi. Mà cứ nhào nhào vô em rất là bực à. Nhây. Dạ đúng rồi, dạ rất là nhây. Cho nên là bị giật chỏ. Với lại... Dành của đứa nhỏ. Trời ơi. Anh chị biết em cũng bị phản ứng chậm nữa mà. Cho nên khi mà em đang nằm cho con ti thì em lại nhớ đến những cái gì ảnh làm cho em bực bội. Cái bắt đầu ảnh em nhìn thấy cái mặt là em không ưa nổi nữa rồi. Nên sớm tới cái là em xô ra liền. Em bị phản ứng chậm lắm. Thành ra là nó cũng có lý do của nó. Có bao giờ mà bà tiết kiệm 1.000 đồng hay là 2.000 đồng hay là 500 đồng không? Có chứ anh. Ví dụ như kêu em đi mua sữa cho bé, phải dặn là tới cái điểm A đó mua. Thì em cũng chạy tới điểm A, nhưng mà điểm A nó hết sữa rồi, mà cũng nói giá cho em luôn. Xong rồi hết sữa nên em cũng phải tự tìm chỗ khác. Tìm chỗ khác thì mới biết ra là nó chỉ trên lời có 1.000 thôi.
mà nó cách khoảng mấy cây số á. Vậy hả? Bắt buộc em phải chạy tới đó. Tiền xăng chạy lại thôi mới nói là thôi tiền xăng nó còn hơn cái tiền em tiết kiệm nữa. Giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ em thì rất là chăm sóc kỹ cho em tốt và tính tình thì nó cũng kỹ lưỡng. Nói chung là cũng hay tính cẩn thận thôi. Chứ em thấy gì đó chuyện là kể vui ra thôi, kể cho vui thôi chứ còn những cái tính nó quá đáng yêu. Cái mặt vợ em phúc hậu lắm á. Thì em có mong muốn anh thay đổi điều gì không? Dạ thì chồng em thì em cảm thấy ảnh quá hoàn hảo rồi. Đúng vậy luôn hả? Chỉ có cái vấn đề, mấy cái vấn đề nhỏ nhặt là tắm hoặc là đừng ít tắm tiếp đêm. Xúc điện thoại nè, đừng tắm đêm. Với lại chăm sóc cái sức khỏe của mình nhiều hơn một chút bằng là chỉ có cái đó thôi. Rồi thôi, cái cặp này hạnh phúc quá rồi, tôi không cần phải chúc luôn á, thật sự luôn á. Em xin một chút xíu vấn đề nữa. Được. Trước khi cưới thì em có hứa vợ là có một màn cầu hôn, nhưng mà do tính em cầu toàn quá nên cái dịp đó em không thể xây dựng được một cái kế hoạch hoàn hảo cho cầu hôn đó. Thì sẵn đây em mượn cái chương trình thì em xin làm cái lại đó. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, em cảm ơn em đã đến bên anh vượt với anh qua nhiều cái khó khăn. Anh biết là tới lúc này vẫn chưa hết cái khó khăn, nhưng mà trở về sau anh nghĩ là mình sẽ có cái động lực để mình vượt qua những cái khó khăn sau này hơn nữa. Và em hãy đồng ý làm mẹ của bé Bờ nha. Trời ơi, thiệt tôi ganh tị quá. Trời ơi, hay quá. Không hôn nhau rồi, trời ơi. Hay quá. Em cảm ơn chồng rất là nhiều, luôn luôn đồng hành với em trong những lúc khó khăn. Hai vợ chồng mình cùng tìm bé Bơi nhé. Rồi, tuyệt vời. Hay quá. Dạ, em tên là Vũ Đức Hiếu, năm nay 23 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kho ở siêu thị. Em hiện đang ở đâu? Dạ, em ở thành phố luôn. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đúng chưa? Thế còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thuận. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em là Trần Thị Thủy Tiên. Em năm nay 21 tuổi. Thủy Tiên đang làm nghề gì? Dạ hiện tại thì em đang ở nhà trông em bé. Đã có em bé rồi hả? Lâu chưa? Dạ em bé được 8 tháng rưỡi. Xin chào bà mẹ trẻ. Cô gì? Cô mẹ trẻ. Rồi, Hiếu và Tiên, hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ lúc đó là em cũng là nhân viên ở trong siêu thị luôn. Thì chồng em lúc đó thì đang là nhân viên an ninh của siêu thị. Thì tình cờ gặp nhau thôi, lúc đó em cũng không có ấn tượng gì với chồng cả. Thì vô tình có một cô bạn nói là con trai ở trong đây thấy không có ai mà được gì hết trơn. Không có ai gọi là đàn ông hết. Xong rồi cô bạn đó của em thì mới chỉ ra đối diện là nhưng mà tao thấy có cái anh kia kìa, đúng chất đàn ông luôn. Cái thì em mới nhìn qua đối diện thì em mới nói trời đất ơi, đàn ông gì mà mông to quá. Lúc đó là để cái mông luôn rồi. Dạ thì chưa có thấy cái mặt. Chưa thấy cái mặt. Đang khờm xuống, đang khờm xuống lấy cái gì á. Dạ thì thấy là trời ơi, đàn ông gì mà sao mà mông to quá, đàn ông mông to quá kỳ lắm. Thì bạn em cười nói vậy mới là đàn ông. Lúc thấy cái mặt thì sao? Mặt chồng lúc nào cũng hồng hồng, nhìn thấy ghê lắm. Không cười cho nên dạ, không thấy cái răng khểnh luôn. Dạ không thấy gì. Vậy á, tức là ấn tượng đầu tiên gặp mặt là thấy mông to thôi. Dạ thấy mông to. Còn bạn này? Tối em làm về, cái chị này chị em Facebook, cái em thấy cái hình sao ai mà nhìn lạ quá. Mình đi làm mình không có thấy ai như vậy hết. Cái em cũng kết bạn luôn. Cái sao em mới hỏi là ai vậy? Cái chị này chỉ mới trả lời là em làm chung công ty với anh. Cái xong em mới nói là ủa làm gì có, anh đi làm trước giờ anh đâu thấy ai giống vậy đâu. Cái xong là thì ra là cái hình hồi đó lúc mà chị này chỉ mập, mặt chỉ tròn lên nhìn dễ thương á. Còn giờ chỉ gầy, với đó là em mới không nhận ra. Rồi lúc mà chồng gặp vợ ở ngoài đời á thì ấn tượng sao? Hết hồn vì lý do gì? Hồn đẹp hay vì sao? Vì không có giống như trong hình. Thứ nhất là gầy, thứ hai là không có giống như trong hình một xíu nào hết. Em mới bỡ ngỡ, thì ra là cái cô này. Nhưng mà vậy thì sao quen nhau được? Dạ không phải anh nói quá chứ ở ngoài cũng cỡ 80% như hình rồi. Không, nhìn em có nét khởi mi bộ. Dạ thì lúc đó chỉ nói chuyện qua lại như bạn bè thôi. Thì có một lần ảnh giúp em là ảnh dẹp loạn cho em. Dẹp loạn là sao? Cái đó giống như là bạn trai cũ của chị này mà chị này không có thích, cứ đi theo hoài, đến nỗi mà đi làm tới giờ về ở ngoài đợi sẵn,
Thì em thấy vậy cái em tức. Nếu mà đã thương thì đã khác rồi. Thì người ta đã sẵn sàng giao chợ. Còn này chị này chỉ trốn, chỉ nhờ em chở về. Qua bữa sau cái em hẹn ra nói chuyện cho xong. Là từ bữa đó trở đi là anh này từ bỏ luôn. Em ra em nói cái gì mà người ta chạy đi luôn? Thì em kêu là nếu mà anh tin nó thích bạn thì nó đã đồng ý cho bạn chở này nọ rồi. Còn giờ tin không thích bạn thì thôi bạn đừng có cố gắng nữa. Cố quá thành quá cố thôi. Còn bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau? Trong khoảng chắc cũng một tháng. Rồi hai đứa quen nhau được bao lâu thì cưới? 7-8 tháng. Ủa sớm dữ vậy? Lý do? Lúc đó là em 19 tuổi mấy đúng không? Dạ đúng. Dạ. Tại vì em thấy ảnh á là cái cách suy nghĩ của ảnh già dặn, chín chắn hẳn, không có mê chơi. Có một lần ảnh làm em cảm động đến mức mà em phải suy nghĩ tới việc đó. Tức nghĩa là mỗi buổi sáng đi làm á thì ảnh hay dẫn em đi ăn sáng. Thì vô tình một lần em phát hiện là thấy anh ngồi trong quán cà phê anh ăn bánh mì. Cái em mới nhắn tin em hỏi anh, ủa sao anh ăn bánh mì mà không ăn phở chung với em đi? Cái anh mới nói chứ, thôi anh nhường cho em ăn phở, anh ăn bánh mì được rồi. Ừ, rồi, biết đâu được là ảnh thích ăn bánh mì thì sao? Dạ, dạ với lại lúc... Dạ với lại lúc mà hả đi chơi chung á, thì ảnh lúc nào cũng bắt em ăn thiệt là nhiều đó. Ảnh còn lưu tên trong điện thoại của em á là má cay á. Ảnh nói em á mà không ăn nhiều lên á là anh không có nhận em là bạn gái của anh đâu. Khi nào mà em mập lên được 48kg á thì anh nhận em là bạn gái cuối của anh. Cuối cùng thì có lên 48kg được? Dạ rồi. Không, lên có 1kg. Dạ ăn quá trời ăn, ăn kinh khủng lắm. Người ta gọi là ăn như hạm luôn á. Không ăn được cái. Như vậy là 19 tuổi là làm đám cưới. Dạ. Rồi bây giờ có em bé rồi á thì Hiếu có biết chăm cho em bé không? Dạ ảnh là số 1 luôn á chị. Nói chung một tay em làm hết. Hay quá ha. Nhưng mà ví dụ như Hiếu đi làm thì vợ ở nhà chăm được mà cần gì phải nhờ ai? Có nghĩa là vợ em vụng về lắm chị ơi. Vậy hả? Dạ. Cái gì cũng dành làm. Nhưng mà về tới nhà rồi chả gì ra đâu hết. À không gì ra gì. Dạ. Giống như dành làm việc nhà, dành lau nhà, quét nhà, giặt đồ. Nhưng mà làm cái này quên cái kia. Hoặc là đang làm thì đi nói chuyện, đi giỡn cái này, giỡn cái kia. Em thì lại không thích như vậy. Làm xong đi rồi mình nghỉ ngơi khác. À. Tại vì ở nhà là bình thường là có mình em với con ở nhà thôi. Ừ. Thật sự ra mà nói là em không có thể nào có rất là nhiều tay để vừa làm cái này vừa làm cái kia. Thì em cứ nói thôi mình làm cho con mình xong trước đi, rồi mấy cái kia thì mình làm sau. Còn chồng em á thì muốn là em phải làm xong xuôi cái đó về, anh không có thấy. Mà nhiều khi một ngày mình chăm con một mình xong rồi á, mệt quá, nhiều khi buổi trưa á em ngủ quên. Có khi em ngủ quên em không ăn cơm luôn, tới chiều á em mệt. Ừ. Không phải là lười mà là chỉ có một mình thôi. Thì mình không có thể nào mà quán xuyến hết tất cả mọi thứ được. Nhiều khi mới vừa dỗ ngủ được chút à, chừng nửa tiếng là chị dậy mất tiêu. Con gái à? Dạ, chị dậy mất. Mình chẳng làm được gì hết. Tại bám mẹ, cứ khóc cứ đòi mẹ bế. Nên là nhiều khi cũng nói cho chồng hiểu lắm á. Mà tính của chồng em á ngang lắm. Em nói thì chồng em không nghe, người ngoài nói thì chồng em nghe. Vậy thì hai vợ chồng có hay cãi nhau về chuyện chăm sóc con? Dạ thường xuyên luôn, cãi nhau từ lớn đến bé luôn. Thường nhất là về cái gì? Dạ thường á là về cách vệ sinh cho con. Thì em nói là buổi tối là không có nên tắm, mình chỉ lau sơ người sạch sẽ cho con thôi. Thì ảnh thì anh là không đồng ý. Ảnh thì ảnh muốn là phải tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà trẻ con mà mới có 8 tháng mấy thì tốt nhất là không nên tắm đêm. Em bé rất còn nhỏ. Thì em giải thích cho ảnh, anh không có hiểu. Trẻ con mà nó đâu có thể nào mà ngồi im cho mình đút bột nó. Nó cứ quay qua quay lại thì người bột sẽ rất là nhiều. Thì em lau sơ lại sạch sẽ rồi em để cho con em bớt no xong thì em sẽ đi lau người. Thì ảnh thì anh không chịu. Ảnh nói là hả em lau bột không có sạch sẽ, dính lên đầu lên tóc con này nọ, rồi hả lau người không có sạch. Không phải, vợ em đã lau rồi nhưng mà con vẫn dơ, vợ em khó chịu. Còn cái vụ tắm là giờ em biết rồi nên em không có nói tắm. Vợ em là thường xuyên đút con của em ăn bột là nó dính đầy người chứ hả? Dạ, dính từ trên đầu xuống. Ủa vậy thì em đút bột cho con em ăn thì chắc là nó sạch sẽ hơn. Em đút ảnh chơi dơ, anh đút còn dơ hơn em nữa mà ảnh cũng không có chịu. Không, trong cái cách mà kể về cái chuyện mà chăm sóc con á. Dạ, trong đôi mắt của chồng em có những cái gì đó nó rất là bức xúc. Em có thể kể ra một vài chi tiết để cho thấy rằng vợ em trong cái việc chăm sóc con nó vụng về. Chị nói nè, tâm sự đi. Tại vì đây là người bố đang chăm đứa con cũng cỡ tuổi con em đó. Dạ. Thở rồi anh chỉ kinh nghiệm cho. Đi làm nguyên ngày về mệt rồi. Nhưng mà về tới nhà thì nhà cửa bừa bộn, chưa có lau nhà, quét nhà này nọ. Rồi mấy cái thau đồ, tắm của con cũng quăng lung tung. Nói nhiều lúc em cũng bực, em dành làm thì không chịu, cứ kêu là thôi anh chăm con đi để em làm cho, nhưng mà làm không có được. Dạ tại vì á là thấy chồng đi làm về mệt rồi á, mình cũng không có muốn là để cho chồng làm, thì em muốn là anh giữ con để cho em làm. Cái tính của anh rất là khó chịu, tại vì em bị cận á, em quét nhà nhiều khi á
có chút xíu bụi hay cọng tóc em không nhìn thấy. Yeah. Anh quét lại, anh nói em quét cái nhà kiểu gì mà hả, anh quét lại cả đống luôn nè. Nhiều khi em cũng bực, anh nói chuyện cứ cọc lắc vậy mà làm em khó chịu lắm. Vậy mỗi lần cãi nhau vậy có bao giờ ảnh xưng mày tao với em không? Dạ có, ảnh xưng mày tao với em là thường xuyên luôn. Thí dụ cái câu chửi giống như nào mà em cảm thấy bức con xúc. Em á khóc dữ dội quá mà em thì muốn mặc cho cái tả cho nó xong, thì ảnh la em nói bế con lên đi, mày không làm được để tao làm cho. Em cảm thấy bức xúc. Mình á thì mình muốn chăm con, mình mặc đồ này nọ xong xuôi hết đã thì mình dỗ cũng được, đâu có ảnh hưởng gì quá nhiều đâu. Mà ảnh á thì hả, ảnh cứ nghe con khóc rồi xót đúng không? Dạ, ảnh xót. Nhưng em cũng xót nữa, em phải kiềm chế cái bản thân em lại để em làm. Mà ảnh không có hiểu, ảnh cứ hối rồi ảnh chửi em. Ảnh xưng mày tao, anh kêu mày không làm được thì để tao làm cho. Thì có một lúc á, em coi trên một cái chuyện hài á thì nó kêu là vợ chồng nhá, nhiều khi á xưng mày tao nó cũng vui. Em mới hát anh ơi, mình thử mình đó. Kêu vợ chồng xưng bằng mày tao thử coi. Nhưng mà em chỉ là nói lúc đó giỡn, em chỉ nói là chỉ theo thử thôi. Từ lúc đó trở đi là anh cứ quen miệng, anh cứ mày tao suốt, mày tao suốt, mày tao suốt. Ai biểu, ai biểu? Trời ơi, trời trời. Trời ơi, đi coi. Cái chuyện nào vậy? Vợ chồng đậu. À, vợ chồng đậu. Kêu mày tao không à? Nhưng mà hả, em chỉ nói là chỉ kêu giỡn thôi nha, chỉ kêu bây giờ thôi. Về sau thì không được gọi, nhưng mà anh cứ ê mày lại nói chuyện, em làm gì anh cũng ê mày rồi cãi nhau anh cũng mày tao với em luôn. Rồi anh dùng dằn làm ghê lắm kìa. Rồi có mét phụ huynh không? Dạ có chứ, em mét mẹ hoài luôn á. Rồi mẹ nó là sao? Mẹ chửi ảnh, nhưng mà mẹ không có la anh trước mặt em, nhưng mà mẹ gặp riêng ảnh á lúc mà anh đi làm về ghé chỗ mẹ em bán hàng á. Thì mẹ chồng á phải không? Dạ. Thì mẹ nói là không được xưng hô vậy với công ty. Anh cũng dạ thưa nè, xong rồi anh nhắn tin anh xin lỗi em. Cái em mới hỏi mẹ mới chửi anh nên anh mới xin lỗi em đúng không? Cái đúng rồi, mẹ chửi anh quá trời luôn. Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi rồi, xong tối về anh lại kêu mày tao tiếp. Trời ơi. Rồi mẹ chồng em có chỉ cho em một cái cách nào đó để trừng phạt anh không? Dạ có. Cách mẹ nào? Nói là hả, nói mà nói mày tao á, mày tát cái mặt nó cho tôi. Tát cái mặt nó cho tôi. Rồi sao, em có tát vô mặt anh không? Dạ không, lúc mới đầu thì em không có dám tát. Thì em chỉ hù ảnh thôi. Nhưng mà có một lần á, có mẹ đó thì em chỉ tát vui nhẹ vô mặt thôi. Thì lúc đó là đang có một cái ly cốc với nước mắm á, cái anh húp nguyên một cái ly nước mắm vô người em kêu tao cho mày đi tắm lại nè. Ôi đó, ôi. Lúc đó hả, em giận sôi máu luôn. Nhưng mà anh giỡn hay là anh làm thiệt? Cái này anh chị phải hỏi ảnh á chứ em. Em hiểu. Thiệt hay là giỡn? Dạ hay, vừa giỡn vừa thiệt. Tại tại lúc đó cũng bực quá rồi mà không có gì gành hết. Vô tình vừa ăn cái ly cốc xong thì lấy tạp luôn. Mà đâu có dính nhiều đâu vậy, dính lên tường hết rồi. Xào, dính có tóc, dính một ít dính vô tóc là. Có bao giờ em bị vợ em có cái hành động tương tự vậy với em không? Thì nói chung hai vợ chồng làm hoài. Hồi lúc em đang ngồi máy tính của bà, chỉ tự nhiên chỉ lấy nguyên chai nước lạnh chỉ ngồi đổ hết vô người em luôn. Trời ơi. Thì trên đầu xuống thấy quần luôn. Tại vì ảnh lì lắm. Ảnh mê game. Lúc đó em có bầu, em kêu là anh ơi chở em đi chơi đi, ở nhà hoài chán quá. Cái ảnh mới kêu chứ đi đâu giờ này, thôi đi ngủ đi. Cái ảnh mới ngồi chơi game tiếp. Em bực mình quá, em bực mình chịu không được luôn. Em đang uống nước, em lấy nước em đổ từ từ cho nó chảy từ trên xuống dưới quần của ảnh. Mỗi lần game cãi nhau như vậy thì có phân có bất phân thắng bại không? Có ai thắng ai thua không? Dạ thường á là ảnh thắng mà. Tại vì á ảnh nói khỏe lắm, em nói không lại. Đúng rồi, nói ngồi lên canxi não thì gì ra thiếu canxi não nữa. Dạ có, nhiều lúc cãi nhau á tụ canxi hoài luôn. Mà mỗi lần vậy ảnh sợ mà ảnh không có chừa. Ảnh làm sợ nữa. Sợ không chừa. Dạ, ảnh không biết sợ chị ơi. Nhưng mà tới bây giờ vẫn còn mày tao. Dạ con. Nếu một ngày nào đó con em nó kêu bằng mày. Em chẳng biết là ảnh có nghĩ là con ảnh sẽ kêu ảnh bằng mày nếu mà ảnh còn kêu bằng mày tao nữa hay không thôi. Thôi, mình là người đàn ông văn minh, đúng chưa? Em là người đàn ông văn minh là về nhà tất cả mọi việc em đều lo quán xuyến. Em một tay em làm hết. Nhưng mà cái cách mà em xưng hô với vợ gì vẫn là chưa văn minh. Thôi hãy là một người văn minh hoàn hảo. Đó là đừng kêu bằng mày tao nữa, có đồng ý không? Dạ. Bây giờ có dám đứng lên hứa không? Đứng lên hứa à? Ừ. Hứa với chị. Đúng không quý vị? Đúng không?
em Hải là người đàn ông văn minh, một người chồng văn minh và một người cha văn minh. Bây giờ vậy nè, hai đứa cùng đứng lên. Em hứa xong rồi là hai đứa nói luôn cái mong muốn thay đổi ở nhau đi. Em muốn chồng em thay đổi cái gì, rồi em muốn vợ em thay đổi cái gì. Nắm tay nhau và nói. Rồi hứa luôn. Đó, vậy đó. Lên làm chứng nè, đó. Chồng hứa từ giờ tới đây sẽ không xưng mày tao nữa. Rồi nhưng mà vợ cũng phải bớt hậu đầu này nọ trong công việc đó. Đó, chồng có nóng lên thì cũng nhịn một chút đi để khỏi có cãi lộn lớn đó. Quá hay. Rồi giờ vợ nè, vợ mong chồng thay đổi gì nè? Em không có mong anh thay đổi gì nhiều hết á, em chỉ mong á là anh nhường em chút mấy lúc cãi nhau á. Vậy sao? Tại vì á, mỗi lần em với anh cãi nhau anh dữ lắm, em cãi không có lại. Nên là anh nhường em chút xíu đi cũng đâu có sao đâu. Nếu mà anh nhường em á thì em sẽ chủ động em xin lỗi anh. Rồi chồng mong muốn bớt đoạn đó thì nhắm coi là có bớt đoạn được không? Dạ thì em sẽ cố gắng hoàn thiện cái công việc nhà của mình để không có bị chồng chê nữa. Thấy vợ nói vậy đứt ruột đứt gan không? 21 tuổi nè, 23 tuổi nè. Quá trẻ. Tuổi này là tuổi còn phải đi chơi nè, còn phải trải nghiệm nè, còn phải thu thập rất nhiều những cái kinh nghiệm sống. Nhưng mà bây giờ á, lỡ rồi, đã là vợ chồng của nhau rồi, là cha mẹ của một đứa con 8 tháng mấy rồi. Thì bây giờ á, cái sự nỗ lực á, phải gấp đôi, gấp ba những người bình thường khác. Người ta có cả gần 4-5 năm để người ta trải nghiệm, người ta thu thập kinh nghiệm để làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ. Mình đây mình bị nuốt giai đoạn đó rồi. Thành ra bây giờ bản thân mình phải cố gắng. Hai đứa tự tìm hiểu cái cách mà để làm công việc nhà cho nó gọn gàng á, là mình có thể học được. Học ai đâu, học cha mẹ. Nếu không có cơ hội mình học ở trên mạng á, được hết. Sắp xếp bằng cái đầu trước. Ví dụ sáng mở mắt ra mình sẽ tính mình làm cái gì, trong lúc cái việc này dày mình tranh thủ làm cái kia. Nhưng mà con á, mà nó ngủ là mẹ phải tranh thủ ngủ liền. Việc gì không cần biết, em cứ tranh thủ em ngủ cho chị biết. Tại sao? Để em có sức khỏe. Đúng rồi. Khi con nó thức thì lúc đó mình sẽ làm những công việc kia. Lúc đó hai mẹ con cùng đồng điệu với nhau về cái đồng hồ sinh học. Chứ không cứ trái giờ nhau là em sẽ chết vì em không còn sức. Hiểu không? Và khi nó không có sức khỏe thì cái đầu óc không có minh mẫn để mà có thể nghĩ được bất cứ một cái việc gì hết. Nhớ nghe, đó là kinh nghiệm ha. Còn ông bố chịu khó lên mạng sợt những cái làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho con tốt nhất, từ dinh dưỡng cho tới cách chăm sóc. Đó thì bây giờ hai vợ chồng phải hết sức hỗ trợ nhau. Chứ không là tụi em sẽ cãi nhau thâm điên như vậy, rồi sinh ra rồi mày tao, rồi nổi cơn điên lên, rồi đánh lộn nhau, rồi y xèo, rồi tội nghiệp đứa nhỏ. Đúng không? Ok. Chung tay nghe ha. Rồi rồi, chúc hai đứa hạnh phúc.